Cô Mắc xin chào anh chị. Cô Mắc xin giới thiệu anh chị nồi chiên đến từ thương hiệu Blue Stone với model AFB-5870. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sẽ như thế nào nhé. Anh chị quan sát khi em mở sản phẩm thì sẽ có sách hướng dẫn sử dụng ạ. Bên trên sẽ có bìa cắt tông để chống va đập. Ở bên dưới cũng có một bìa cắt tông ạ. Bên trong sản phẩm sẽ được bao phủ một lớp túi ni lông để tránh chảy xước khi vận chuyển. Dây điện thì là dây điện liền như anh chị đã nhìn thấy. Nhựa ngoài sẽ bằng nhựa ABS. Điều khiển bằng cơ nút vặn dễ sử dụng. Đây, dung tích quả nồi chiên này sẽ là 5 lít. Tháo rời bên trong ra thì anh chị có thể quan sát có men chống dính cao cấp. Tháo rời ra để vệ sinh rất là tiện ạ. Như anh chị quan sát thấy. Để đặt mua sản phẩm hay cần thông tin gì, anh chị liên hệ với số hotline trên để được hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn.